Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TLD. Thưa các bạn, ngày hôm nay mình mang đến một dòng sản phẩm rất đặc biệt cho các bạn làm văn phòng, các bạn làm đồ họa tầm trung cũng như các doanh nhân thường xuyên di chuyển đi lại cần một chiếc máy có thời lượng pin dùng khoảng 8 đến 10 tiếng và chiếc máy nó mỏng nhẹ, đặc biệt là giá không quá cao cho mọi người. Chiếc máy của mình mang về ngày hôm nay với phiên bản ThinkBook 2020 được trang bị chip đó là 1035G1. Có giá bán tại thị trường Việt Nam nó chỉ nhỉnh khoảng 15 triệu một chút và được chính sách bảo hành 3 năm luôn các bạn ạ. Mình chuyển từ Mỹ về nhưng chuyển vùng bảo hành 3 năm tại Việt Nam luôn. Chính vì thế mọi người cực kỳ yên tâm dùng dòng sản phẩm này. Và dòng sản phẩm này đã được giới thiệu năm 2020 tại cửa hàng mình nhưng dòng chip đó là 10210U. Con này mới hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá dòng sản phẩm đời mới này có gì khác biệt so với đời cũ hay không. Mời mọi người đón xem nhé. Vâng, thưa các bạn thấy đây ạ. Lên rồi, chip của nó này 10350G1 này, RAM 8GB. Đấy, màn hình 14 inch Full HD, pin của nó 3 cell và ổ cứng SSD 256 kèm theo Win 10 bản quyền. Kinh thật, con này chuyển vùng về 35 chính hãng luôn. Cái này màu gray này, Lenovo ThinkBook 14 này. 35 bảo hành, quá kinh khủng. Logo này, cách hướng dẫn sử dụng của nó đấy các bạn ạ. Dây sạc này. Nguồn này của nó là 65W các bạn ạ. Và con này dùng chuẩn cũ sạc là chuẩn USB như này. Vâng, thưa các bạn, dòng ThinkBook thì các bạn thấy nó hoàn toàn khác một chút so với ThinkPad và hướng đến đối tượng những người mà thích cái ngôn ngữ thiết kế trẻ trung và năng động. Các bạn sẽ thấy là mặt tì tay của nó bằng hợp kim nhôm, khác hẳn so với những chiếc máy của ThinkPad màu đen đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một logo đây, Lenovo. Và trọng lượng tổng thể của chiếc máy này đó là 1,5kg. Đây, các bạn thấy là ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới này. Nếu mà mình nhìn vào đây thì giống phiên bản y hệt so với phiên bản năm 2020 nhưng trang bị chip đời cũ hơn. Và phần bản lề nó làm như này cũng rất là chắc. Và dòng này vẫn đạt được tiêu chuẩn độ bền quân sự đó là STD80G mọi người nhá. Hợp kim nhôm nên sờ vào nó mát và rất là sang. Các bạn chỉ thấy là cái chiếc máy của chúng ta không quá dày và không quá mỏng. Độ dày của chiếc máy đó là 17,9mm các bạn ạ. Đây là một cổng USB được giấu ở bên trong như này các bạn ạ. Đây. Đó, rất là hay. Không hiểu nó giấu cái này để làm gì đây. Và chúng ta sẽ có một đầu độc thẻ. Đầu thẻ SD này, cổng USB và cổng sạc của máy ở đây các bạn nhé. Đằng trước thì là một ngôn ngữ thiết kế tối giản mà chúng ta mở chiếc máy này ra cũng không quá khó. Ai chà, bên này khá là nhiều cổng. Chúng ta sẽ có một cổng LAN này. Cổng LAN còn tiện thì rất tiện cho các bạn dùng mạng nội bộ văn phòng công ty mà không có mạng Wi-Fi thì có LAN thì rất là tiện. Cổng HDMI và cổng USB. Và các bạn sẽ thấy ở đây nó ký hiệu cái quả pin này. Chúng ta có thể cắm vào đây sạc các thiết bị như máy tính bảng, điện thoại di động từ bên đây. Cắm vào đây, từ bên ngoài cắm vào đây các bạn nhé. Không cần để bật máy cũng có thể cắm được. Và các bạn thấy là hai cổng Type-C và đây có ký hiệu của cái sạc. Có nghĩa là sẽ có sạc Type-C cho chiếc máy này mà không phải cắm qua sạc USB. Thì chiếc máy này sẽ cắm được hai loại sạc các bạn ạ. Và với giao tiếp Type-C thì các bạn thấy là kết nối được các tín hiệu âm thanh và hình ảnh, thậm chí cả sạc. Âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài với tín hiệu độ nét cao các bạn nhé. 5K có thể kéo được qua cổng này. Cổng phone, cổng mic được tích hợp chuẩn giao tiếp 3.5 để có thể cắm tín hiệu âm thanh. Và chúng ta sẽ có lỗ reset đây, chúng ta sẽ có đèn tín hiệu của pin và đèn tín hiệu của ổ cứng ở đây nhá. Bên dưới chiếc máy này, các bạn sẽ thấy là việc tháo chiếc máy này ra cũng không quá khó đâu. Chỉ có những cái ốc bốn cạnh này, hai cái ốc này, hai ốc loa này, tem Windows bản quyền này và những thông số kỹ thuật của máy nó sẽ có ở đây hết. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng để khám phá bên trong chiếc máy có khả năng nâng cấp được những gì và chất lượng bo mạch nó như nào thì mình sẽ nói các bạn biết nhé. Vâng, thưa các bạn, thì việc mở chiếc máy này ra thì không quá khó với mình. Các bạn có thể tự mở được như này, chỉ cần có một cái tu vít bốn cạnh thôi. Và cái lắp dưới của nó bằng hợp kim nhôm Mazue, rất nhẹ và rất chắc chắn. Đây. Các bạn thấy là những chi tiết họ làm rất là tinh xảo để giữ các linh kiện bên trong. Ai chà, nếu mà nhìn vào đây thì cũng không khác nhiều so với phiên bản 2020 các bạn ạ. Các bạn thấy dung lượng của pin đó là 3920mAh này. Quả pin này có thể duy trì chúng ta dùng khoảng 10 tiếng. Và chúng ta có một con CPU có 4 chân ốc bắt và cái ống dẫn nhiệt ra bên ngoài. Và phiên bản này sẽ có phiên bản có Vega rời để chờ này các bạn ạ. Nhưng lưu ý các bạn là chúng ta sẽ không thể nâng cấp Vega rời vào đây trừ Vega rời có từ ban đầu.
Các bạn sẽ thấy ở đây là con pin set mode này, CPU được dán trực tiếp trên bo mạch chủ là chúng ta cũng sẽ không thể nâng cấp được. Và đây là khe cắm RAM nhá, slot cắm RAM, đây là ổ cứng SD. Và nếu mà một slot cắm RAM như này thì chúng ta có thể tối đa cắm một que 32GB cho chiếc máy này hoàn toàn ok. Với một chiếc máy trang bị chip U thì 32GB RAM là dùng là quá đủ rồi. Và chúng ta sẽ có một khe chờ cắm ổ cứng ở đây. Đây là ổ cứng 2,5 inch các bạn ạ. Phải có cáp chúng ta mới cắm vào được nhá. Lưu ý các bạn phải có cáp. Đây là cái bo USB từ bên ngoài và các bo USB kết nối này, đầu thẻ từ bên đây, kết nối qua bên đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp vào để test chiếc máy này nhá, xem chất lượng của chiếc máy ra sao. Còn bo mạch loại bo mạch màu xanh như này khá phổ biến trên các dòng Lenovo. Đây là hai cái loa của nó này. Bây giờ tớ sẽ lắp vào test nhá. Mời quý vị các bạn đón xem đây. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc ThinkBook 14 phiên bản 2020. Chúng ta sẽ có một barrier viền màn hình ở phần này thì khá mỏng và trên này cũng khá là dày bởi vì nó tích hợp camera bên trên, giúp các bạn quay phim chụp ảnh với độ phân giải 720p và có tích hợp cả mic cả miếng cam, sẽ hỗ trợ các bạn quay phim được các bạn nhé, chụp ảnh cũng ok. Học tập và làm việc trực tuyến online cũng rất ok. Các bạn thấy là màn hình nó có thể ngửa như này. Và phím bật nguồn chúng ta được tích hợp đèn LED màu trắng và ở đây sẽ có vân tay để các bạn mở máy bảo mật của chúng ta. Và các bạn thấy là hành trình bàn phím của nó sao chép giống như của ThinkPad. Bàn phím như này thì dùng rất là sướng, với chất lượng của Lenovo họ làm bàn phím gần như là tuyệt vời nhất thế giới bây giờ. Máy thiếu đi hàng phím phụ của chúng ta chỉ có một bàn phím như này thôi. Khoảng cách phím thì các bạn thấy là rất là tốt và hành trình lỗi cao này bấm cực kỳ đơn giản, cảm giác bấm rất sướng. Chỉ có hai phím này bấm nó khá khó bởi vì khá là liền nhau. Và phần tí tay của nó thì rất tiếc nó lại làm bằng nhựa các bạn ạ, chứ không phải là hợp kim nhôm. Chuột bấm thì khá ok. Và cái touchpad này mình thấy cũng khá lớn, sẽ hỗ trợ tính năng là cảm ứng đa điểm, mọi người chỉ cần chạm gõ và zoom thôi. Giống như trên sử dụng trên màn hình điện thoại di động như là điện thoại iPhone hay bất kỳ dòng máy điện thoại nào hỗ trợ màn hình cảm ứng. Thì cái touchpad này của chúng ta nó sẽ dùng tương tự như vậy. Mình sẽ thử luôn nhé. Và cái bàn phím này thưa các bạn là rất tiếc là phiên bản giá rẻ thì không được tích hợp led phím, hơi buồn một chút các bạn ạ. Bởi vì không có led phím thì buổi tối chúng ta dùng nó khá là bất tiện, không có led phím các bạn nhé. Đây các bạn thấy cái tính năng cảm ứng của nó này. Đây các bạn thấy này, mình chỉ vuốt như này thôi. Và mọi thứ thì chúng ta chỉ cần chạm nhẹ như này, ra lệnh của chiếc máy, đó. Và thậm chí là chúng ta có thể dùng zoom nó ra nhé. Các bạn mình nhìn này. Đó. Mai phong thủy vẫn rất là đẹp. Đây các bạn là mình thấy là chỉ cần một chạm nhẹ thôi. Ở đây tớ đang test ổ cứng cho máy này. Đây các bạn thấy là tốc độ đọc của nó khoảng hơn 2GB một giây và tốc độ ghi khoảng gần 1GB 3. Tốc độ ổ cứng không đến nỗi quá tệ, nhưng mà với ổ cứng LVMe như này thì nhanh như này là cũng là được rồi. Đây các bạn này, camera bên trong này. Ổ cứng của máy thì chất lượng build ở đây thì chúng ta sẽ thấy là không thấy xuất hiện hãng gì cả. Có thể là Lenovo họ tự đặt hàng. Máy được trang bị UHD Graphics 620, mặc dù là chip đời mới như này nhưng con 1035G4 thì chúng ta được tích hợp cái Graphics mới. Cái card Iris Plus đời mới thì nó mạnh hơn cái này 2,7 lần. Do là phiên bản giá rẻ này, các bạn thấy là G1 thì chưa được tích hợp con card on đó các bạn ạ. À, con này cũng được sử dụng Wi-Fi 6 khá xịn này. Wi-Fi 6 bây giờ là Wi-Fi đời mới nhất và nhanh nhất. Đây, đây con chip 1035G1 này, 1.0. Các bạn sẽ hỏi mình là chất lượng tản nhiệt của chiếc máy ra sao. Thì các bạn, chúng ta sẽ chấm qua phần mềm Fullmax mà chúng ta chạy khoảng 15 phút. Chiếc máy này có màn hình 14 inch Full HD nhưng đây là tấm màn hình TL. Chất lượng không được tốt cho lắm các bạn ạ. Full thì chúng ta xem phim hoặc giải trí thì nhìn nó nét thôi, nhưng mà với tấm màn hình TL thì màn hình nó sẽ không được tươi và không được thật cho lắm. Bây giờ chúng ta sẽ để chạy khoảng 15 phút nhé. A few moments later. Vâng thưa các bạn, thì FPS chúng ta nhận được khoảng 10 và nhiệt độ của máy nếu mà chạy như này thì nó ở mức khoảng trên 70 độ. Đây là nhiệt độ không được tốt cho lắm, nhưng các bạn ơi, các dòng sản phẩm chip của Intel thì họ chạy thường ở mức hiệu năng rất là cao, tối ưu cho bo mạch, chạy hiệu năng cao. Nên nhiệt độ như này thực tế thì cao hơn so với các dòng sản phẩm của AMD rồi. Nhưng đây là vẫn là nhiệt độ cho phép khi chúng ta làm việc. Và chiếc máy chúng ta không có Vega rời, nhưng các bạn thấy là mức FPS kéo chỉ được 10 thôi. Tóm lại là chiếc máy này dần chủ yếu chỉ là những người dùng văn phòng, lập trình và các bạn dùng đồ họa tầm trung và chơi những tựa game tầm trung thôi. Không có Vega rời và chip U thì nó không khỏe như các dòng máy đồ họa và gaming các bạn nhé. Nên khi mua máy các bạn cũng phải cân nhắc xem có phù hợp với mình hay không. Mình sẽ kiểm tra chất lượng của màn hình này. Con này màn hình TL thì không được mình đánh giá cao.
Tỷ lệ mật độ điểm ảnh của nó chỉ có 66% sRGB và 42% AROB RGB và màn hình này build từ năm 2018. Nói chung thì cái màn hình Full HD này gọi là được dùng được thôi. Độ sáng của màn hình thì nó đạt khoảng 250 CD cường độ ánh sáng trong 1 m². Chất lượng âm thanh cũng rồi này. Màn hình TL này khi mình sẽ thay đổi góc nhìn này các bạn thấy nó sẽ bị lóa đi và chúng ta nhìn nó sẽ không được chuẩn như màn hình IPS. Màn hình này mình đánh giá ở mức gọi là dùng được, ở mức trung bình thôi các bạn nhé, không được đánh giá cao. Và tỷ lệ bao phủ màu như này còn thấp nên khi các bạn khắt khe về màn hình thì nó sẽ không được chính xác màu sắc cho lắm. Đó là trong các lĩnh vực thiết kế. Còn nếu các bạn chỉ dùng các công việc văn phòng, xem phim, giải trí và nghe nhạc thì cái màn hình hoàn toàn ok. Full HD thì các bạn thấy là nhìn cũng khá là nét. Và chất lượng âm thanh của máy thì mình đánh giá ở mức gọi là cũng trên trung bình tí. Trong phòng khoảng 20 m² của mình thì nghe được mà không cần phải cắm ra loa ngoài. Nhưng có vẻ tiếng bass khá yếu so với các dòng sản phẩm được tích hợp loa như là Dubai Atmos hay là Bang & Olufsen. Vâng, thưa các bạn, về chip U thì các bạn thấy là khả năng render của nó khá là chậm. Đây, 4 lõi 8 luồng. Các bạn thấy là điểm số của nó ở mức khoảng 700 CB. So với các dòng chip U đời cũ thì chip U đời mới nó mạnh hơn đã rất nhiều. Cái điểm số như này thì nó mạnh tương tự khoảng 70% so với CPU i7 như là 9750H. Nhưng thưa các bạn, chip U nó là xung nhịp thấp và chủ yếu là tiết kiệm điện. Chính vì thế nên hiệu năng về đồ họa nó không cao. Còn UHD Graphics 620 cũng chỉ đủ để cày kéo chúng ta ở những cái độ phân giải như là 4K khi chúng ta xem phim mà nó không bị giật lag thôi. Và chúng ta chơi game thì nó cũng chỉ chơi những tựa game 3D ở tầm trung thôi các bạn nhé. Chiếc máy này nếu mà chỉ dùng để chỉnh sửa cắt ghép video thì nó vẫn ok, dùng được. Nhưng nếu để làm chuyên nghiệp thì nó thiếu vega rời, nó sẽ không đủ cấu hình để các bạn sử dụng. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ chơi game một tí nhá, game 7554. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test tựa game này do chính Việt Nam chúng ta sản xuất. Các bạn thấy là chất lượng hiển thị của màn hình không tệ quá, mặc dù là màn hình TL. Bởi vì chơi game thì chúng ta không yêu cầu màu sắc màn hình nó quá phải kinh khủng. FPS chúng ta nhận được khoảng trên 90 và có những lúc cao khoảng trên 100. Và nhiệt độ chơi game ở dưới mức gọi là dưới 8 độ C. Nói chung thì với những tựa game tầm trung này thì chiếc máy chúng ta hoàn toàn có thể cài được như là CSGO này, Liên minh huyền thoại này, Horizon này, thậm chí là FIFA Online vẫn có thể kéo chiếc máy được mặc dù nó không có bên đó rồi. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc ThinkBook 14 phiên bản 2020. Đây là chiếc máy có thiết kế ngôn ngữ trẻ trung năng động dành cho các bạn trẻ làm công việc văn phòng và đồ họa ở mức tầm trung. Máy có chất lượng của bàn phím tốt và chất lượng bo mạch ok, kèm theo Wi-Fi 6 ở Bluetooth 5.0 mạnh nhất và nhanh nhất. Màn hình thì mình đánh giá ở mức trung bình, với tấm màn hình TL thì không được đánh giá cao trong lĩnh vực về đồ họa, đúng không các bạn? Và chiếc máy thiếu sót đi đó là không có lép phím, đây cũng là điểm trừ chiếc máy này. Bù lại thì chúng ta sẽ có chính sách bảo hành lên đến 3 năm chính hãng tại thị trường Việt Nam, thì mình thấy con này bảo hành là ok nhất. Máy có camera sẽ hỗ trợ các bạn làm trong lĩnh vực mà văn phòng, các bạn thường xuyên live stream hay các bạn mà cần một cái camera để nói chuyện với bạn bè thì đây là chiếc máy cực kỳ tiện dụng. Và với việc trang bị hai cổng USB Type-C thì đây là cũng điểm mạnh của chiếc máy này. Chúng ta có thể dùng để kết nối các tín hiệu hình ảnh ra bên ngoài và kéo băng thông dữ liệu ra bên ngoài nhanh hơn so với cổng USB truyền thống. Và vẫn còn cổng LAN, cổng HDMI. Thì nói chung về mặt kết nối thì chiếc máy chúng ta khá đầy đủ. Và phần mặt của nó ở đây thì thiết kế bằng hợp kim nhôm khá sang trọng. Ưu điểm của chiếc máy pin có thể dùng được 8 đến 10 tiếng liên tục. Đấy, nếu mà các bạn dùng văn phòng và di chuyển đi lại thì mình nghĩ đây là một chiếc máy hoàn hảo cho mọi người. Và những điểm yếu, điểm mạnh của chiếc máy thì mình đã nói rồi. Và chiếc máy vẫn cho phép các bạn nâng cấp RAM là cũng là ok nếu các bạn dùng trong lĩnh vực lập trình mà cần nhiều RAM. Nhưng lưu ý các bạn, đây là phiên bản được trang bị chip U và không có Vega rời nên chống chỉ định cho các bạn dùng đồ họa và chơi game chuyên nghiệp trên chiếc máy sẽ không phù hợp. Còn hiện nay với mức giá bán lên ít là 14.990.000 thì mình nghĩ đây là một chiếc máy có phân khúc tốt nhất để các bạn làm công việc như vừa rồi. Các bạn ơi, kênh công nghệ của mình đã cán mốc hơn 100.000 sub khá lâu rồi. Mình rất là cảm ơn các bạn có để đồng hành cùng mình nhiều nữa và để quý công nghệ TLD của mình và theo dõi các chương trình về máy tính cũng như các câu hỏi về công nghệ thông tin. Quý vị các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh nhé để chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Rất cảm ơn mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.